ăn sầu riêng thôi. Yeah. Lần đầu tiên bé Nhi ăn sầu riêng nha. Rồi bé Nhi ăn đi. Tự ăn Wow. được không, để cha lấy cho cảm ơn cha có gì mấy gì tự Có cần mẹ hỗ trợ không? rồi mấy gì cầm ăn đi nè, cầm cầm hai tay luôn. Yeah, đỡ Cậu cắn cầm ăn thơm ngon không chưa? mấy Nhi? Xem coi. Thơm quá bé Nhi ơi, quá trời thơm luôn. Wow, đây có hai cái muối bạch kỳ luôn kìa. Hôm nay bé Nhi sẽ ăn. Hôm nay bé. Bé Nhi ăn sầu riêng chị cơm luôn đi. Wow, sầu riêng to quá. Thơm không? Có ăn có thơm không? Cha mua. Nãy cha đi mua với con mà con không nhớ hả? Con nói đi. Sầu riêng thơm quá, hủy có thơm không con? Thơm không? Thơm quá. Ồ, bao nhiêu phái ăn mà. Cái này để chạy với mất. Quả gì? Ủa quả này à? Quả mít mới có bè, quả sầu riêng chưa có nè. Con có ăn cái... Ủa cho mẹ luôn hả? Giỏi vậy đó hả? Bây giờ ăn Đây đi, bây giờ ăn đi. đây. Rồi rồi, mẹ cắn miếng rồi. Ngon quá. Cả nhà mình cùng ăn thôi. Rồi cái gì cắn đi, cái gì cắn đi, cái gì cắn đi. Cắn đi. Cả nhà cắn đi, mẹ cắn đi. Để mẹ cắn đi. Rồi, bé Nhi cắn đi. Bé Nhi cắn. Rồi cha cắn nè, rồi tới bé Nhi. Ngọt quá. Ngon quá các bạn ơi. Mấy không ngon quá các bạn ơi. Rồi cái gì hả miệng to kìa. Gọi cho cha cắn coi. Thơm không bé Nhi? Thơm sầu riêng không ngon? Cái hộp. Cái đây là cái hộp đó, mình ăn xong mình bỏ cái hộp ra nha. Rồi bé Nhi ăn đi, bé Nhi ăn đi, bé Nhi hả miệng to ra cắn. Cái bỏ cái hộp ra, cái hộp cứng nó ăn không được. Mình ăn mình phải bỏ hộp. Rồi con cắn cái thịt mềm đi. Bé Nhi biết ăn bỏ hộp chưa? Rồi mình cắn ngay cái thịt nè. Đó, đúng rồi, bé Nhi biết ăn rồi đó ha. Đây. Rồi con cầm cái miếng kia con ăn đi. Con làm miếng đó con ăn đi. À, các bạn đi rồi, rồi đúng rồi, đúng rồi, lại lại rồi. Rồi bé Nhi tạm biệt bị các bạn đi, bé Nhi ăn ngon quá. Bye bye các bạn. Bé Nhi ăn rồi, bé Nhi đi rửa miệng rửa tay nha. Đi rửa miệng rửa tay. Có đi chơi với các bạn nữa các bạn. Ừ, đứng xếp vào đây nè con. Bye bye.